Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác em vừa về được 20 em mi mộc này các bác này. Đó, nhưng mà có duy nhất một con cực kỳ tố chất và đẳng cấp các bác nhé. Đó là con này. Em sẽ quay cho các bác xem này. Con này này. Đó, các bác nhìn con chim này nhé. Rất là đẹp luôn, bóng bộ cực kỳ là ok các bác. Đấy, bóng bộ cực kỳ là ok luôn các bác nhé. Con chim này rất là đẹp các bác. Và thái độ rất là tốt, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem nhé. Thấy chưa? Đấy, có một con thêm một con nữa hot rồi. Đây này. Đó, nó đã hot rồi các bác nhá. Đấy, có ba con hot các bác nhá. Nhưng mà cái con này vẫn cứ là một con chim đẳng cấp các bác ạ. Các bác nhìn nó này, nó như thế này cơ mà. Nó hot quá dã man luôn, nó hot suốt từ lúc ra hộp của các bác nhá. Nói bảo các bác nói lời điêu nhưng mà thực tế nó là như vậy các bác. Quá là mau mỏ luôn các bác nhá. Anh em thấy con này anh em có kết không? Con này là con chim gọi là siêu đẹp luôn các bác ạ. Hot này các bác này. Bác nào mà có thích hàng đẳng cấp thì các bác lấy con này này các bác này. Con chim đẹp không thể chê được các bạn. Đầu mặt đẹp, họa nét các bác nhá. Đây nhá, con chim này thì các bác nhìn rất là kỹ rồi không các bác. Bây giờ em sẽ quay cho các bác vài con chim để cho các bác xem nhá. Em báo giá luôn con chim này là con chim số 1 các bác nhá. Con chim này là con chim số 1 này các bác này. Thì em bán con chim này với giá là 2,2 triệu các bác nhá. Đây con chim này là con chim số 1 các bác nhá. Và tiếp theo là con chim này. Đấy, con chim này là con chim số 2. Đấy, con chim số 2 này. Em sẽ quay video con số 2 cho các bác xem nhá. Và em báo giá cụ thể cho các bác xem. Đây, có cái áo chờ anh tí anh quay chim đó. Đây con số 2 đây. Đó, con số 2 này cũng hot rồi các bác nhá. Nhưng mà đuôi nó bị mất một vài cái các bác nhé. Đó. Con số 2 này thì em chia sẻ với các bác là 1.700.000 thôi nhé. 1.700.000. Quý ơi gọi cho cu nào quý ơi. 1.700.000 con này các bác nhé. 1.700.000 con này. Đó. Con số 2 là con 1.700.000. Và tiếp tục này. Đây bác quay nhìn kỹ con số 2 các bác nhé. Gọi đi. Con này hoa chỉ quá nhá. Đó, và tiếp tục em quay cho các bác con này cũng là con hot rồi này. Đây này con này này. Các bác nhìn rất là rõ đúng không các bác? Tất cả mọi người đều quay video thì mọi người đều nhìn thấy đúng không? Đó, đây là con số con này hot này. Đây các bác nhá, là con số 3 các bác nhá. Con số 3 này đẹp. Hot tốt. Con chim này giá ngũ trường các bác nhá. Con chim này thì em giao lưu với anh em là 1.900.000 các bác nhá. Anh em nếu mà có xem video của em mà anh em cảm thấy đắt thì anh em có thể là bỏ qua nha anh em nhé. Bởi vì là thực ra là em bán những chú chim đã hot trong hộp rất là tốt rồi. Và anh em nhìn thực tế. Còn anh em cứ hợp nhãn thôi. 100 người bán, vạn người mua. Anh em cảm thấy ở đâu hợp lý thì anh em mua. Còn anh em cảm thấy em bán hợp lý thì anh em mua thôi. Nhiều có những anh em mà có những anh em mà em thấy là xong rồi em bán giá có vẻ hơi cao hay như nào đó, anh em comment những cái lời nó không tích cực thì thực ra là nó chả ảnh hưởng gì đến em đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến nhân cách của nó ảnh hưởng đến cái sự sân si của mọi người thôi các bạn. Thật sự nó cũng chả là cái gì cả đúng không các bác? Bởi vì kênh của em là mấy nghìn người cơ mà, làm sao em phục vụ được tất cả từng bác được.
nên các bác phải thông cảm nhé. Con này nhá, con này là 1 triệu đâu, hình như là vừa báo 1,9 triệu đấy đó. Con kia đấy nhá các bác nhá, còn cái con này ấy, là 2,2 triệu các bác này. Con này thì đẹp không chê được đâu rồi các bạn. Đây có nhìn con chim nó như này không mà các bác, đấy nhìn nó dữ dằn như này mà đó. Anh em bù kết thì anh em alo cho em, số điện thoại của em là 0974648999 nhá các bác, cũng nhá các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay lại cho các bác xem này, xì máy tiếp cho nó hot nha các bác nhá. Đấy, vẫn cứ là nó hot luôn nhá, vẫn cứ là nó hot luôn các bác nhá. Những con chim khác thì không hot, nhưng nó thì vẫn cứ là đẳng cấp thôi nhá. 2,200,000 con chim này nha các bác nhá. Đấy, con này hot này đấy. Đấy, con 1,9 triệu đã hot nhá, và cái con 1,7 triệu kia cũng vừa đã hot các bác nhá. Đấy chưa các bác thấy không? Cái con 1,9 triệu nó cũng đã hot nha các bác nhá. À con này hot rồi này. Tí nữa quay lốt cho các bác con này nhá. Đó, và bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái con này tiếp nhá. Con này thì em đặt là con số 4 thôi nhá. Con này nó đã hot rồi các bác. Đó, chim mới về thì anh em phải thông cảm là kể cả vợ em bán đấy thôi, nó phải ra giọng rồi thì nhà em mới bắt đầu chia sẻ cho mọi người các bác nhá. Con này có cái lan dây đồng này con này. Để em đuổi con chim này lên nhá cho nó xem cho các bác xem kỹ nhá. Này con chim này rất là đẹp này con này. Đấy là con chim này đẹp đấy. Con chim này rất là đẹp các bác nhá. Anh em mua thì thật ra là chủ yếu là anh em mua uy tín thôi chứ không phải là mua cái gì cả đúng không mọi người. Các bác nhìn đầu mặt nó này. Đầu mặt bóng bộ đẹp các bác nhá. Đấy con chim này thì là một con chim dáng ngũ trường dài đẹp anh em nhá. Đây anh em nhìn này. Dáng ngũ trường dài rất là dài đẹp này. Con chim này mới là con chim đẹp này các bác này. Bạn vui đẹp quá nhá. Đấy con chim này em cũng giao lưu cho anh em với bằng giá con trên này 1,900,000 các bác nhá. Rồi video em đến đây là xin phép kết thúc rồi. Bác nào mà bồ kết thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Bye bye tất cả mọi người.